mưa rồi, mưa to quá trời to rồi. Tươi lắm rồi con. Báo cáo với bà con là đã đi qua tới địa phận Cần Thơ. Địa phận Đồng Tháp nha bà con ơi. Tình hình này chắc xuyên đêm rồi. Nhất giả thì đồng bào nghỉ thôi, cố gắng lên đồng bào ơi. Bào thân thương, mưa gió bão bùng tôi vẫn đi. Khi là đã hỏi là em định trong giấc ngủ vẫn còn bon bon ngoài đường đây, bà con cô bác ở Bình Dương, Sài Gòn cố lên.